một ngày đi làm cùng mình phần 2. Để mở đầu cho một ngày làm việc thật năng lượng thì đầu tiên mình sẽ đi pha một ly cacao sữa. Sau đó thì vừa ăn trưa vừa xem YouTube của Cao Số 8 nha. Ánh mắt nó thèm thuồng chưa kìa. Đây không phải là hộp đựng giấy bình thường nha mọi người. Văn phòng mình thường xuyên sẽ có những thứ hay ho như thế này. Nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu hết. Còn đây là phòng làm việc của sếp mình nha. Siêu xịn sò luôn. Nhưng mà 3-4 tháng nay rồi chưa có ai vào phòng này hết. Còn đây là phòng họp. Mọi người muốn sử dụng phòng này là phải book lịch trước nha. Đây là nơi mình sẽ brainstorm idea và lên kế hoạch. Còn đây là phòng kho, nơi để chứa đồ, ví dụ như là thùng giấy, ghế, nước, bàn, vân vân. Bởi vì dịch cho nên là 3-4 tháng nay cũng chưa có ai dọn dẹp phòng. Và đây là nơi mình thích nhất luôn nè, cũng là không gian làm việc nhưng mà được thiết kế theo phong cách quán cà phê, khiến cho mọi người cảm giác làm việc thoải mái hơn và sáng tạo hơn. Và đây là một số hình ảnh của team mình nè. Văn phòng mình còn thiết kế hẳn cả một quầy bar, có đầy đủ tủ lạnh, nhưng mà trong mùa dịch này cho nên là tủ lạnh cũng trống trơn. Còn về bếp thì có bồn rửa chén nè, có lò vi sóng, có chén đũa, có cả máy xay sinh tố, máy nước ép, bình đun nước. Và hơn nữa thì trên các tủ thì còn có rất rất nhiều đồ ăn nữa, mì gói, kẹo, bánh, vân vân. Mùa dịch này thì mình ăn cũng gần hết rồi và có những đồ sơ cứu nữa. Đây là nơi chiều nào team mình cũng sẽ tụ họp ra đây để ngắm hoàng hôn hoặc là ngắm mưa. Đây là một số bức ảnh hoàng hôn mình đã chụp. Chiều nay mình có lịch quay video cho nên bây giờ mình sẽ make up một xíu. Mình cũng không biết make up đâu cho nên là mình cứ vẽ đại lên mặt thôi. Và đây là thành quả nè. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay video ở khu vực ngoài này. Đầu tiên là bật đèn lên cho sáng. Chỗ này bật đèn lên nhìn rất chill nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ đi set up. Bởi vì mùa dịch cho nên là không ai quay giùm hết. Mình sẽ tự set up và tự quay. Một video trên YouTube 5-10 phút các bạn thấy thôi, nhưng mà mình cũng phải set up và quay 1 tiếng mới xong. Vừa quay xong thì trời mưa cho nên là kế hoạch ngắm hoàng hôn cũng tan tành luôn. Ngày hôm nay thì mình có lịch họp với team marketing và họp với sếp mình. Đang họp thì tự nhiên thấy con mèo nằm dưới gốc cây dễ thương quá nên đăng luôn. Trong một ngày thì lịch họp của mình khá là nhiều, lịch họp giữa team, đối tác, khách hàng, vân vân. Cho nên kỹ năng sắp xếp thời gian là một kỹ năng rất quan trọng khi các bạn phải biết cân bằng giữa lịch họp, lịch làm việc và những công việc khác. Sau một hồi làm việc thì trời cũng đã tối rồi và không biết con bô nó đã ngủ ở đây từ lúc nào mà nhìn nó ngủ ngon chưa kìa. Ok, vậy là bây giờ mình sẽ sắp xếp đồ đạc để đi về ăn tối thôi. Một điều không được quên đó là phải tắt đèn và tắt máy lạnh trước khi về nha. Vì tính chất công việc cho nên bây giờ về nhà thì mình vẫn sẽ mở laptop ra làm việc. Con đường về nhà không một bóng người. Cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ follow kênh TikTok của Cao Số 8 TV nha.